bạn ấy của anh là đang thích hay là đang anh không Hân vui vậy? Anh Hân Quang đó vợ. À vậy hả? Nó nghe là không biết cái lý do gì em luôn là cái nguồn cảm hứng với Trấn Thành vậy em. Em nghĩ thế này, anh hãy nhìn xung quanh Trấn Thành đi. Tất cả những người bạn Trấn Thành, tất cả những người xung quanh Trấn Thành, có ai đẹp như em đâu. Nói xong nghe muốn muốn đột quỵ luôn vậy đó. Thật sự là vậy nè, anh có để ý không? Ở trong đó mình ra gì rồi? Thiệt, ở nè, trong ở nè, trong nè, nghe nói lại. Em không coi anh ra gì rồi. Nè, dù gì anh cũng là diễn viên điện ảnh nha. Người ta nam thần điện ảnh mới tập tạ bụng mỡ mới mất. Mới mất mà. Mới mất. Nói đầu yếu luôn, gặp nó yếu luôn á. Bình ơi Bình. Dạ. Kế bên chị là, kế bên em là ai? Là chị á hả? Ừ. Em không có coi ra chị gì hết trơn hả? Coi ra chị là cái gì? Không coi chị ra gì hết. Không coi chị, chị ra gì hết trơn hả? Đã dập người ta còn văng dụng về nữa. Ê. 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 Dạ Harry nói đi. Harry nói nè. Em nghĩ là em rất là đồng ý với anh Nghĩa là bạn này có thể là không phải ca sĩ nhưng mà một người hát hay. Hay đó. Dạ. Tại vì những cái bước đi hay gì đó thì em cũng thấy cũng rất là hời hợt xíu. Nhưng mà lúc mà khi diễn hát này nọ, những cái ánh mắt nhìn bạn đối diện thì em thấy có cảm xúc. Chống đối nữa. Sao? Chống sao nè? Cái bước đi mới là bước đi ca sĩ, là bước đi vô nhạc. Thì Harry nói là có nhạc mà. Harry nói là hời hợt. Đi lúc mà đi về á, hát xong đi về á. Harry nó có đôi khi. Đi về phải đi ra nha. À. Đi về. Rồi. Đừng có chống đối tôi. Đừng có đừng là tốt đẹp đâu. Cuộc hôn nhân còn dài lắm. À, hay quá. Trời ơi, gì nữa giờ. Áp lực quá. Nghe gì nó xuống nhà bạn chơi hoài. Khó khóc hoài. Buồn tối xuống kiếm khóc hoài. Đừng có cãi người ta, ngậm miệng ăn tiền thôi Thành ơi. Đừng nói gì nữa. Tôi chọn số 1 là bạn nữ giữa. Trời ơi. Ủa? Sao không biết giường vợ vậy? Tôi vậy? Biết là vợ tôi chọn số 1. Trời ơi, cái gì vậy? Nghe. Ủa kỳ vậy, sao nãy bạn là đẹp trai số 6 là vô tôi mà. Con cái gia đình không quyền nói chuyện mà suốt. Ủa sao kỳ kiến? Để phụ huynh nói chuyện cho. Tôi chọn số 1, tôi phải phá cho vợ tôi thôi thôi. Tối nay ngủ dưới đất. Rồi, nếu vậy thì ok. Em sẽ chọn người đẹp trai nhất, người đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất. Mày 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 mày. Mày mày dễ dụ, tao có quyền chọn chứ. Em sẽ chọn người đẹp trai nhất. Bạn này ra nhảy nhìn vô có vẻ vô nhạc ha. Nhưng cái động tác của bạn không có nhạc. Đó là một loại động tác tự phát. Anh ơi đừng có nhảy nữa. Đừng có nhảy nữa. Nó rách chỉ luôn anh. Trời ơi. Đó là cái sự mời. Mọi người hôm nay nhìn anh xong cứ không, khen là anh gì đi. Theo những điều thường thấy em Hương, theo những điều thường thấy trong cuộc sống loài người á, là khi mình bị tẹt là khi mình ngồi xuống. Tức là gì? Cái vòng ba này nó bè ra. Còn đứng vậy thì làm sao có thể bung được? Không, tức là nó đã tràn từ ở dưới rồi, nhưng khi đứng lên mình mới phát hiện ra là mỡ nó bị tràn. Anh ơi, em mới phát hiện ra một cái lỗ nữa. Nhưng mà thôi. Giấu luôn đi. Giấu luôn. Giấu luôn. Giấu luôn. Anh em mình thương nhau giấu luôn. Yeah. Từ giờ tới cuối chương trình là ngồi luôn, đừng có đứng lên nữa Thành nha. Anh em tiếp tục chương trình. Cái này nhạy cảm, nghe rẹt cái là tố liền. Thiệt, bả tố em mới biết. Trời ơi, còn mày nữa, mày thấy em lỗ nữa thì em luôn đi. Mày cũng hùa theo chúng sanh. Em thấy anh Thành có vẻ hăng say quá, chắc là tại vì có hai người đẹp một cái bên nên hăng quá. Anh giảm lại xíu để em sợ em khớp quá. Thành nghe, thật sự mà nói thì em thấy số 1 là... Chết rồi, nước miếng văng tùm lum. Đổi tin. Tôi bắt đầu thích. Hiểu không? Thích tin hơn rồi đó. Thấy nó đẹp mà, thấy quế này đó. Thế nào, quế ra sao? Em thấy cô ấy cái phong thái rất là tự tin. Nhưng mà cái phong thái của cô không phải là phóng viên. Và cái cách phát âm ra thì cũng không phải là người hát hay. Bé nói chuyện ngây thơ anh thấy không? Đây là một cô bé tóc mây, mẹ nhốt trên cái gác. Rồi chưa biết thế giới bên ngoài là gì cả. Cho đến khi cô bé thả mái tóc xuống, leo xuống thì bị con sói già ăn thịt.
rồi từ từ em sẽ nói. Nhưng mà em thấy là anh nói là bạn số 1 hát không hay đúng không? Dạ vâng. Thì Hằng cũng nói vậy mà. Dạ đúng rồi. Ờ sao vậy anh? Vẫn không hay quá. Hai người cùng quan điểm mà anh làm sao vậy? Anh nghĩ sao Thành? Sai rồi. Cái cách trình bày của con bé làm cho em nghĩ là nó nói con bé hát hay. À, em sai. Ok. Chịu, quá đây chịu. Trời ơi, anh không ai ngồi chung với anh được. Nghe nè, Vũ đã phải công nhận là Vũ ngồi bên Trấn Thành rất nhiều lần và Thánh Thành nói chuyện chưa bao giờ buông nước miếng cho Thành Vũ. I love you. Ủa là cuối cùng là phe nào? Cho nên là Vũ nghĩ là Trấn Thành đã bị ngụy tạo bởi thành viên của chính đội mình. Đúng. Thì cái điều này là nói chung là mâu thuẫn. Đây là một âm mưu. Âm mưu. Tôi ngồi đây để tôi tìm ra được giọng hát dở và cuối cùng hai đồng đội tôi. Không phải Thành. Tôi cài vô đây đi hại tôi. Không phải. Không phải ơi. Tại vì bên kia không có đủ đẹp để anh. Em phân tích nè. Cái âm mưu thứ nhất là anh tự chọn. Ừ, vậy hả? Âm mưu thứ hai là âm mưu thứ nhất chọn âm mưu thứ hai vô đây luôn. Anh tự chơi. Sao cái âm mưu gì mà khó hiểu vậy? Cái âm mưu gì mà vòng vòng vậy? Anh hiểu chưa? Anh hiểu ra chưa? Không hiểu. Không hiểu. Không hiểu. Anh hiểu. Giống nè. Mình đợi tí qua vòng hai mình bàn tiếp về vấn đề này. Tôi còn thời gian để tình tâm lại. Anh nghĩ anh biết sao không? Sao em? Make up á, mình không thích mình chùi được. Nhưng mà mình lùn, mình muốn cao đâu có được đâu. Dạ đúng rồi. Khoan. Tôi xin lỗi, anh không hiểu anh Vũ à. Em lại vô tình đi chạm tới tất cả mọi người. Mới cách đây có một phút mà đã. Nói thiệt, trước đó một phút anh thực sự thích Vũ. Anh rất ái mộ bởi vì cái sự mà nhận định mà sâu sắc của Vũ dành cho đội Trấn Thành. Bên em, đúng không em? Tự nhiên câu sau nó giả chạc cho mặt ba anh em mình luôn. Yeah. Anh Nghĩa ơi, em muốn chứng minh một cái là em cũng thuộc trong đội này, không sao? Thôi đi. Hãy đi đi. Để cho anh em chúng tôi được yên. Ừ. Không, mà trong ba đứa là anh lùn nhất. Ủa Giang nói gì sai trái vậy ta? Không, em thấy ngược lại bên kia. Giang nói gì sai trái vậy? Mày nói cho vui mà chứ em biết em lùn. Đớt có hai dạng. Một là đêm đông ta da đi 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 đi. Còn có một dạng là đát nứt đát nứt đát nứt. Xin khăn giấy được không mọi người? Giang nữa em ướt nữa hả? Hồi nãy cảm giác như Minh Hằng nó không có ưa em và nó cố tình về đây, mà hồi nãy nó không muốn về. Rồi thằng bé này bắt nó về, rồi bây giờ nó khó chịu, nó kiếm chuyện để nó đổi đội. Không có anh Thành, em trong khi Dương Chiêu Vũ hướng về em thì lại không được. Ủa cái gì mà hướng về em vậy? Không hướng về Thành thiệt, mà thiệt ra đâu muốn vô đội Trường Giang đâu, nhưng mà tại bị vậy thôi. Trời ơi. Tổn thương. Tại vì lần trước em đã ở trong đội Giang rồi và em muốn cho công bằng cho chương trình. Thiệt sự là em muốn vô đội của Thành chứ em cũng đâu thích Thành đâu. Không, đâu có thích Thành đâu nghe không em? Đừng nói mà. Thành ơi, hôm nay, riêng hôm nay là nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Đây. Cái gì vậy? Tao lại mày ngon ơi. Em ơi, đất ơi. Bây giờ nè, cho ông đứng ông nhép nguyên một bài luôn. Sáu con người trên đây cũng bóp tay chứ đừng nói chi nhép con đoạn bay lớn vậy. Nè, sao ông kêu nó vô toilet nhép kìa. Rồi sao mà ra? Mà thấy bài ra một cái cây hoành tráng, tôi cũng không biết làm cái gì. Ai người về ta đâu? Là cái bài của Phan Mạnh Quỳnh là có chàng trai viết lên cây, chứ không phải là có chàng trai núp sau cây. Mà anh thấy ống thụt ra sao em ơi, mà có tâm lắm em. Lùi ra phía sau, cái cày trẻ rồi không ai thấy nè. Gì mà nó vẫn nhép em ơi. Không với nè, mà nó còn đút cái mặt nó sát như cái lá vậy nè.
đáng lẽ cái số này là không cần vòng hai nè. Có tại cũng vì, như không. Tại vì sao? Lát nữa là ông Lý Tư Long ông với bà Hai Phượng dạy vòng vòng sao nè. Nè, một lát nè coi tôi nói đúng hay không nè. Bà Hai Phượng má nhép nha, bà cầm bạch nè. Coi. Bà cầm bạch má nhép nè. Biên tập thì nó khiêu khích mình thiệt. Dễ sợ thì tưng ra cái cây. Tưởng sao không có làm được cái gì hết trơn, trời che mất tiêu người ta. Tôi nói thiệt, tôi còn biết Facebook nhỏ này tôi report cho nó sạch Facebook chơi. Các em thân mến, ghét bây quá. Giờ thay vì mình nhận xét về anh hay reporter, mình nhận xét về cái cây đi. Thôi. Thấy cái gì đâu nói. Những chiếc gió xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Chùm phượng vi em cầm là tôi tôi ngoài ta. Quay ra đây nữa. Thấy không? Một cái thái độ hát rất thách thức. Anh Thành đi xuống nhìn mà bảo gì đâu. Sao không tự tin? Có che cỡ đó có thấy gì đâu mà không tự tin. Sao không kia không chị nấu tập cởi cái áo để che cái miệng hay là hát luôn đi. Đừng có nói tập sao nó cho mặc đồ người nhện không thấy mặt luôn bây giờ. Trời ơi trời, nhét gì có thấy cái gì đâu. Nhưng giờ ông giờ em thì phải dậy chứ sao giờ. Thật ra anh ta biết là không có thấy cái gì hết. Nên mới tự tin. Nên rất tự tin. Vậy thì chưa biết. Không biết gì hết. Biết thì không biết thiệt đâu. Trời xa mưa dâu. Trời xa mưa dâu. Cho mẹ đi cầu. Cha bắc qua sông để mẹ về nước tu nước cây. Thấy gì sao vậy? Trời xa mưa dâu mưa buồn. Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng. Bó mặt dòng sông nên không có tiếng đò. Trời mưa mà. Cháu, cháu, cháu cái chương trình này. Trời mưa mà. Chương trình trơ tráo. Em ơi hết mưa rồi về chỗ đi em. Cái quan biên tập trơ tráo, trơ trẽn. Trời không được phá hoại. Ví dụ mà trời mưa, cái nhà mình đang quay ra vậy cho mọi người coi cũng được vậy nè. Ví dụ như cái vậy hát vô hát nè. Mưa giông hát nè, ví dụ như 2 3. Trời xa mưa giông cũng được vậy. Trời đất ơi. Sao không kêu tụi em đi vào trong nghỉ ngơi đi, chờ bạn nhép xong rồi ra. Cái bà biên tập ăn bao nhiêu tiền của Điền Quân một tháng mà dốc công bà mài ốc bà ra để bà làm cho đầu tư dữ vậy. Biết đâu bà biên tập là vợ của ông chủ. Bé giữa, em đang giận ai mà em liếc dữ vậy? Dạ em không có giận ai hết. Dưa hấu. Dưa hấu, dưa hấu. Nói chuyện nghe thử vài câu đi em. Nói gì? Dạ. Đó. Vài câu chứ không phải một chữ. Thì câu gì? Vâng. Chị giàu. Gia cảnh em giàu không? Không. Không. Em đang giận anh Trấn Thành đúng không? Đang giận Trấn Thành đúng không? Hết giờ. Trời ơi, không thể thấy được gì luôn á. Tôi không ngờ những người nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt mà đặt những câu hỏi hết sức là ngớ ngẩn cho người chơi. Bởi vì em im luôn, thấy nghĩa thế thôi, em không dám vô luôn á. À. Không bắt được. Siêu thị không kịp hỏi câu gì luôn. Rồi bé dâu, em có giận anh Trấn Thành không? Có. Quê miền Tây, quê miền Tây đúng không? Em có thích Nam Thư không? Ai cho hỏi? Quê miền Tây đúng không? Hết giờ. Hết giờ. Quỷ vô duyên hả? Đội ta đang hỏi nhào vô hả? Trời ơi, tội nghiệp cái dâu của tôi. Chết rồi, sự Jeffrey giận Trấn Thành, rồi. Nãy Trấn Thành chắc nói anh ta nhiều quá đó em. Tôi hỏi tham gia cảnh đó thôi mà nó chữ tôi à. Không, ngay từ vòng 1 rồi em chê con bé dâu này ha, là hát dở rồi xàm rồi cái gì tùm lum tà la trơn trời đó. Quá mình khen nó nâng niu nó hết lòng. Cái vòng này là tại vì có người chơi giận giám khảo nên không có dám chọn ngầu sai ý nó rầy tôi nữa. Chết cha, vậy là cái bạn đang cọc giận rồi đó. Giận lắm. Thì bây giờ là tôi nhường cho hai đồng đội tôi chọn. Cái vòng tôi vô ca ngang lát anh không có trúng đừng quở anh tôi. Ý của Đức từ đầu là Đức đã trời muốn ơi, chọn. Trời ơi, thấy biết rồi đó, muốn chọn lẻ, muốn chọn như hấu lẻ đúng bạn, không? Không phải, chọn bạn số 4 rồi. Nhưng mà thôi bây giờ Thu Thủy là người hát cuối mà, Thu Thủy chọn đi. Rồi Đức ý kiến số 4 nó lấy không?
đó là ý kiến bé số hai mặc thoải mái ra với chị được không, đừng nhịn Thành. Trời tôi thủy nói cười liền em nhận nói chọn lại cái coi em Thành. Tao nói anh Thành nói nè. Chưa kịp nói gì á. Vừa lắm giờ có tiêu rồi đó. Bây giờ chúng tôi chọn lợ mấy Hồng. Ai cho? Trời ơi. Yeah. Mấy số 2 bé dâu. Em thấy không? Anh Thành luôn luôn sai. Wow không? Em wow. Có giận anh Thành không? Wow. Có wow. Hai em vào trong chuẩn bị. Bây giờ chờ nghe trái dâu hát nè. Em mời em thể hiện mình nha. Everybody love the thing she do. Everybody love the thing she do. Everybody love the thing she do. From the way you talk. Con đường tâm tối đã xuất hiện rồi. Anh là số 2 ghét chị vậy anh ơi. Chết đi rồi. Hay quá em ơi. Quá tuyệt vời. Quá very beautiful. Quá tuyệt vời. Mặt như gì ghẻ vậy? Mặt như gì ghẻ? Cái mặt khinh bỉ đó. Cái mặt này ta kêu là cái mặt không hề có gì khinh bỉ. Giang Giang. Đây là Giang Giang. Giang nào vậy? Ủa cả hai đội đều không chọn cô ấy mà giờ đổ thừa cho nhau là sao? Em biết cái cô này hát hay từ cái dòng thôi, của thôi, nhau. Thôi đừng có mà phải. Đừng có mà phải đây. Nghe. Nghe tôi phân tách nè. Từ cái dòng mà Phương Mỹ Chi nhép đó. Anh nói em nhép trúng đúng chưa? Cái khẩu hình vô đàng hoàng, nhịp nhàng. Nhịp, cái đó có. Cũng khó nữa. Tại tôi không muốn nói. Bây giờ người ta hát xong rồi bàn luận gì nữa? Không phải, tại vì hồi nãy tôi... Xong chưa? Chú Mười. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con chào mấy cô, mấy chú. Kìa, con chào mấy cô, mấy chú luôn kìa. Chào chú Thành con. Dạ, con chào chú Thành. Chú Thành. Em ơi, không như họ nói đâu, em hiểu không? Em hiểu không? Không như họ nói đâu. Tất cả chỉ là tại vì tụi anh là đôi khi có sơ sót, nhưng mà một phần nữa là để cho em thể hiện tốt nhất cái bài mà em hát tốt nhất, em hiểu không? Anh hay dạy quá à. Năm em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 19 ạ. Trời ơi, bằng con bé hồi nãy cũng mới có 19 tuổi thôi. Trời ơi, lại quản ngại. Trời ơi em ơi, cái số 19 là cái số mà cái số kỳ với cái chương trình này nè. Nhưng mà thật ra em 18 tuổi, ba trai lớn. Đó, đâu có kỳ đâu. Đại khái là 89 là kỳ hết đó em. Là tuổi nào mà đi về là kỳ hết đó đúng không? Kỳ. Tôi chọn lợi, tôi chọn bằng số 6. Trời, thấy không? Trời, trời, trời. Tại sao tôi muốn chọn như vậy? Tại chúng tôi muốn có một sự tranh đấu để con có thí sinh quý vợ tôi hơn hay quý bạn tôi hơn. Vậy thôi. Được. Em nói đi. Bây giờ là bên nào có muốn giành giật em hết trơn trời đó. Em đẹp, em có quyền. Chọn đi em. Dạ em xin chọn chị Harry Won ạ. Anh đứng với em cho em thoải mái. Em mới sợ. Trời ơi. Anh đứng đây. Anh đứng với em. Đứng bên luôn đứng đây. À. Đó. Quý vị ơi, thấy bên nào ngon hơn? Đây. Tự nhiên dọn cái bộ ba này xong nhớ tới sự tích ông Táo ghê luôn vậy đó. Thưa quý vị. Đàn ông không chỉ dựa vào chiều cao hay làn da. Bạn này nhưng hay mà sắc đẹp. Nhưng mà bạn này gầy hơn hả? Bạn này không có bụng nè. Ông ơi, tự vợ bánh hại mình. Bên kia đứng hóp bụng. Ôi dê.